báo cáo sư tổ thập chỉ đạo Huỳnh Thị Lịch, đầu xuân Bính Thân. Đoàn thập chỉ Liêm Tâm do thầy Dư Quang Châu dẫn đầu, ngày 5 tháng 2 năm 2016 tại Củ Chi. Hôm nay là cái đầu năm chuẩn bị Tết rồi, thì sau 3 năm thừa kế cái phương pháp của thầy qua Lương Y Hoàng Chi Tân, chúng con đã hệ thống hóa, đồng thời làm cái môn thành một cái môn khoa học. Bây giờ là tên của nó là Thập Chỉ Liên Tâm, có nguồn gốc từ Y Ma Mạch. Hôm nay chúng con đến để mà thông báo cho bà biết cái phương pháp của bà đó là thành một cái trang sử mới, và sau 5 năm nữa cả thế giới sẽ biết được cái phương pháp do bà sáng lập. Bác sĩ Dư Quang Châu và các học trò xin báo cáo sư tổ. Kế thừa thập chỉ đạo và đã tìm ra cơ sở khoa học là một phương pháp dựa trên liệu pháp Y Mao Mạch, mở ra trang sử mới cho thập chỉ đạo, đó là Thập Chỉ Liên Tâm, làm thông mao mạch, sạch tĩnh mạch, kết hợp dây ấn mạch máu với kỹ thuật chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ, phòng chữa bệnh không dùng thuốc, mang lại hiệu quả kỳ diệu, làm sống dậy thập chỉ đạo và phổ biến thập chỉ liên tâm rộng khắp Việt Nam và trên toàn thế giới. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp Y Mao Mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.